chào các bác. Em lên sóng thanh lý cái cặp loa của hãng Pioneer. Đây là một cặp loa rất là chất, được cái tách từ một cái cục dàn Pioneer mà cái dòng có Bluetooth anh em nhá. Đấy, con này là hàng cao cấp luôn. Tuy nhiên thì cặp loa này thì nó về lại không được thực sự là đẹp và nó có một số các khuyết điểm thì lát em chỉ cho các bác. Cặp loa này thì em báo luôn em thanh lý giá cực rẻ thôi. Cặp này em thanh lý với các bác giá chỉ có 600.000 đồng nha các bác nhá. Các quý 600.000 đồng thôi ạ. Bình thường những cặp loa này nếu mà đẹp hoàn hảo nó rơi tầm 1 triệu đến 1 triệu 2 tùy hình thức và tùy chỗ bán các bác nhá. Đó. Còn cặp này thanh lý 650.000 đồng, 600.000 đồng. Giá em đã bán thì đã bao gồm phí ship nếu như các bác mua hàng chuyển khoản đủ. Còn nếu như các chuyển cọc thì quyền cọc cho em 200.000 với sản phẩm này. Tuy nhiên nếu các với các đường chuyển cọc thì bên sẽ không bao ship. Đó. Anh em chú ý giúp em ạ. Bây giờ mời anh em một trải nghiệm chút xíu cái chất âm của cặp loa Pioneer. Lát em sẽ quay chi tiết hình thức cho các bác nhé. Là lời ca xa xôi, thấm thiết thương ai, bước đi ngoài trời. Cặp loa này là CM32. Em đã tháo ra để em chụp lại cái ảnh nội thất của loa cho các bác xem luôn nhá. Đây là củ từ của loa bass và loa check ấy. Đều là từ kép và rất là gấu luôn anh em nhá. Đấy. Rất là gấu và đáng để anh em chơi luôn. Đấy. Rồi anh em, ok anh em. Bây giờ em sẽ đi qua là quay qua cái tổng thể hình thức của cái cặp loa này cho các bác nhá. Rồi em sẽ quay từ cái thành loa trước à. Thành loa của con này thì vuông vắn ok hết các bác nhá, đề can tương đối là đẹp, không có rách, chỉ có xước sắc nhẹ do vận chuyển thì có thôi ạ. Đây em qua đường hai cạnh trong của nó cho các bác xem. Đây rồi, loa về thiếu hay căng các bác nhá, loa hậu cực kỳ là sâu luôn. Đây hậu của nó thì đây các bác chờ chút xíu để em lấy cái thước em đo luôn các bác xem. Đây chiều cao của cặp loa là 20, chiều rộng của một thùng loa đó là 12. Và đặc biệt cái chiều sâu của nó lên đến tận 22cm anh nhé. 22cm cho một cặp loa rất nhỏ. Con này bass 10. Ôi em quay phía sau cho các bác luôn nha. Để cho các bác xem luôn cái model của nó. Đây ạ, model của nó là CM2 đây. Thông số về công suất và trở kháng đây anh em nhé. Đấy anh em chú ý xem giúp em. Con này trở kháng 8 ohm đây ạ. Hai loa 89, 90 CD đuổi cùng một cặp luôn anh em nhé. Đó. Cặp loa này rất là chất luôn. Trước kia em có một cặp như này em bán giá là 1.150.000 đồng. Thì hôm nay em xả cái bác cái cặp này chỉ có 600.000 đồng. Lý do tại sao em xả? Con này thì vẫn bao zin các bác. Chẳng qua là vì vận chuyển về nó có bị cấn một cái góc ở đây ở cái chỗ loa bass này. Thì em đã trong quá trình tháo ra em đã tháo ra để và em đã tra lại keo ở bên trong đồng thời là bôi thêm keo ở bên ngoài. Cho chắc chắn anh em chơi yên tâm, hoàn toàn yên tâm cho anh em nhé. Không bao giờ hỏng thêm ạ. Được, anh em tôi mà không phải hỏng thêm thì em sẽ keo trong và ngoài rồi đấy, cho nên em cả đấy em xả luôn 600.000 thôi, xả lỗ luôn cho các bác đấy. Với những cặp loa này nó nhập vào tầm 900-1 triệu rồi ạ. Đấy thì các bác nào lấy được liên hệ số Zalo của Trung Kiên Audio là 0975 575 262. Anh em nào đã từng trải nghiệm cái cặp loa rồi thì có thể inbox comment vào YouTube để anh em mua hàng biết được chất âm rất là chất luôn anh em nhé. Đấy anh em liên hệ số Zalo 0975 575 262 để đặt hàng. 600k bao ship chừng đủ anh em nhé. Rồi xin cảm ơn tất cả các bác và anh em.